tiếp tục chương trình tiếp xúc ghi nhận ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ ba quốc hội khóa 15 sáng nay đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp đơn vị bầu cử số 2 gồm ông lê quốc phong bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp ông nguyễn hải anh phó chủ tịch tổng thư ký hội chữ thập đỏ việt nam bà nguyễn thị mai qua phó chủ nhiệm quỹ ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội có buổi tiếp xúc với cử tri xã mỹ ngãi thành phố cao lãnh tại buổi tiếp xúc cử tri nêu lên nhiều ý kiến xoay quanh việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, tình hình quy hoạch kéo dài nhưng chậm thực hiện dự án, bạo lực học đường, đồng thời đề người quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh để tạo sự thuận lợi trong việc đi lại của người dân cũng như thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh, dân dân. Bí thư tỉnh quỹ Lê Quốc Phong cảm ơn bà con cử tri đã luôn chung tay đồng lòng cùng với tỉnh để vượt qua một năm đầy khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Kết quả đáng ghi nhận trong năm 2021 là GRDP của tỉnh đạt mức tăng trưởng dương, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được doanh nghiệp đánh giá cao xếp thứ ba cả nước. Đây sẽ là động lực để tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022, đưa kinh tế xã hội của tỉnh từng bước khôi phục và phát triển, ổn định đời sống cho người dân. Về phát triển giao thông, Bí thư tỉnh quỹ Lê Quốc Phong cho biết, dự án cao tốc An Hữu Cao Lãnh đã được Quốc hội phê duyệt với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho tỉnh. Đối với hạ tầng giao thông nội tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 cũng đã ban hành kết luận về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong đó sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn nhằm tạo sự thông suốt từ mạng lưới giao thông quốc gia đến mạng lưới đường giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, trao đổi hàng hóa của nhân dân. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với 80 cử tri xã An Long, huyện Tam Nông. Các đại biểu gồm bà Hà Thị Nga, quỹ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Quỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó tập trung các nội dung về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Bên cạnh chia sẻ những khó khăn của nhân dân do giá xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, các đại biểu đề nghị nông dân xã An Long cần phát huy tinh thần tự chủ, thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp. Trong đó, giảm lượng vật tư nông nghiệp, sản xuất theo hướng hữu cơ, tham gia các mô hình liên kết sản xuất, kinh tế tập thể để ổn định nguyên liệu đầu vào và đầu ra cho sản phẩm, hạn chế việc mua phải hàng gian kém chất lượng bằng hình thức hợp tác mua chung có đầu mối rõ ràng. Về phía chính quyền, đã tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng hàng hóa và chỉ đạo xử lý nghiêm, vi phạm, ông Quỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh cho biết. Tại bộ tiếp xúc cử tri xã An Long cũng kiến nghị tăng chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp khóm, trong đó có lương, bảo hiểm xã hội, đầu tư kinh phí để phát triển xã An Long lên đô thị loại năm dân dân. Dịp này, đại biểu Quốc hội bà Hà Thị Nga và đại biểu Quốc hội Quỳnh Minh Tuấn đã đến thăm gia đình chị Trần Thị Kim Xuyến, tại xã An Long. Chiều nay, Quỹ ban nhân dân xã Định Yên Quỳ Lấp Giò tổ chức lễ ra mắt Định Yên Hội Quán. Đến dự lễ có Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa. Đây là hậu quán thứ 8 tại Lấp Giò, đồng thời là hội quán thứ 117 của tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, Định Yên Hội Quán ra mắt với 47 thành viên, chủ yếu là nông dân, canh tác lúa và cây ăn trái, tổng diện tích 46,5 hectare. Hội quán là nơi giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất kinh doanh hiệu quả. Hàng tháng định kỳ tổ chức sinh hoạt theo chủ đề. Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa bày tỏ sự vui mừng khi định yên hội quán được thành lập, đồng thời mong muốn thông qua hội quán, bà con nông dân tiếp tục đoàn kết, liên kết và chuyển đổi cùng phát triển trên cơ sở hoạt động hiệu quả của hội quán tiến tới thành lập hợp tác xã hướng đến nền nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại nông dân văn minh nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh địa phương trong lòng du khách. Ban tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2022 đã ban hành kế hoạch tổ chức liên quan xe qua sen. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có buổi làm việc với các đơn vị địa phương để triển khai kế hoạch này. Theo đó, đối tượng tham gia gồm 3 khối, quyện thành phố, sở ban ngành tỉnh và doanh nghiệp, với số lượng dự kiến khoảng 64 đơn vị. Mỗi đơn vị tham gia diễu hành và dự thi một xe qua sen. Nội dung thiết kế xe qua sen lấy ý tưởng từ qua sen, chuyển tải thông điệp, truyền thông mang đặc trưng riêng của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương mang đến lễ hội sen Đồng Tháp. Xe qua sen tham gia liên quan, tập kết và diễu hành theo lịch trình quy định của ban tổ chức. Tất cả xe qua sen di chuyển từ cơ quan đơn vị doanh nghiệp quyền thành phố tập kết vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2022 tại khu vực quảng trường Dân Miếu trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Cao Lãnh để ban tổ chức chấm điểm, sau đó diễu hành đi các quyền thành phố trong tỉnh. Hôm nay, Quỹ ban nhân dân tỉnh có công dân yêu cầu các sở ngành tỉnh, Quỹ ban nhân dân các quyền thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống đuối nước cho trẻ em